chào bác nhé. Hôm nay cửa hàng Văn Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô hôm nay em sẽ lô chữ S các bác nhá, sẽ gồm có 10 máy này, cưa rất là đẹp. Lô này sẽ gồm có máy Makita này, tay dài tay cụt là Tanaka VIP nhá, Echo này, Echo Hitachi này, đó, Echo đời cao 4 số nhá, Shirawa 380, Shirawa 3043 VIP cho các bác nhá. Rồi, đầu tiên thì bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhá, nút đăng ký kênh và chuông thông báo sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em là 3 món theo kèm giữa tip tô vít nhé. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và tất cả sản phẩm em sẽ bảo hành là đồng điện bơm nhớt là 9 tháng cho các bác nhé. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết luôn về cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên lô này là lô chữ SC các bác nhé. Đấy, SC S1 ngày hôm nay em giới thiệu các một con máy đến từ thương hiệu của Makita này. Đấy, Makita này thì cắt rất là ngon nhá, hôm nào lên các bác cũng hỏi rất là nhiều luôn. Cái này là Makita mã của nó MDE 335 này, 35cc nhá, lòng 38 ly các bác nhá. Trọng lượng máy con này 5kg. Máy móc cực kỳ đẹp nhá. Đi theo máy là cái lam mặt cắt là 35 lam 40 xích trùng 91 này. Trọng lượng 5kg. Thì con này cắt tải các bác cắt cây đứng nhá thì nó rất là nhanh. Trọng lượng của máy 5kg thì rất là dễ dàng di chuyển rồi. Cắt thì siêu lợi xăng cho các bác. Đó, con S1 ngày hôm nay giá là chỉ 1,6 triệu thôi, bao phí ship nhá. Máy được trang bị công suất là 35cc, nòng 38 ly. Đấy, cắt tầm trung quanh gỗ, tầm đường kính là 40-45. Hạ cây đứng khai thác tầm trung, cắt trong gia đình khá là ngon nhá. Rất là ngon luôn, lam xích này, đẹp như chưa xài luôn các bác nhá, chưa chóc sơn là bao. Rồi, S1 ngày hôm nay là 1,6 triệu là bao phí ship cho anh em nhá. Đó, test nổ S1 cho các bác này, chỉ là 1,6 triệu các bác đã sở hữu con máy cưa quá là ngon luôn. Test nổ đây. S1 ngày hôm nay 1,6 triệu các bác muốn một con máy cưa ngon bổ rẻ nhá, mà thường xuyên thì phải hạ cây đứng trong gia đình ấy. Các bác chọn con này cắt rất là ngon, S1 giá 1,6 triệu thôi. Rồi tiếp theo S2 và S3 thì em có hai con cưa mini là hệ cắt gia đình nhá, hệ cưa mini hệ nhỏ nhẹ gọn gàng mà cắt loại xăng đến từ thương hiệu của Tanaka. Hai con này rất là mới luôn. Thì đầu tiên S2 ngày hôm nay đi, S2 ngày hôm nay thì một con S2 này là con Tanaka đời Mazujama các bác nhá. Đấy, máy này rất đẹp luôn các bác nhá, đời siêu cao, được trang bị chụp giật ở trợ lực lớn này. Mã của nó là RMC33TS các bác nhá. Máy được trang bị công suất là 33cc, nòng 37 ly chạy 2 bạc, bô bọng này, lam xích này, mới như chưa xài luôn, chưa chóc sơn là bao các bác nhá, rất ít cắt luôn. Con này thì phải nói là cắt rất là ngon, trọng lượng máy là 4kg. Nó được trang bị một cái chụp giật trợ lực lớn này, trợ lực bầu các bác nhìn trực tiếp trong clip nhá. Cái chụp giật này giúp máy vận hành mà phải nói là siêu nhạy nổ luôn, siêu nhạy nổ, và đặc biệt thì máy cắt cực kỳ lợi xăng. Đấy, cắt cực kỳ lợi xăng, lam của nó mặt cắt là 35 lam 40 xích là xài xích trung 91. Con này sẽ phun chức năng cho anh em. Thắng xích thắng xiếc sẽ đủ cả nhá, thắng xích đây này. Đó, rất là an toàn, đủ cả nhá. Về con này thì phía trước các bác đổ xăng pha nhớt cho em nhá. Xăng pha nhớt ở đây là xăng pha nhớt 2 thì. Phía sau các bác đổ nhớt nuôi lam, ốc áng 7 màu. Con máy này cực kỳ đẹp luôn. Con máy này thì bao các bác là đẹp đến 95%, hàng thiếu ôn cái thùng nhá. Quá xuất sắc này, quá mới luôn này. Đó. Chụp giật trợ lực này thì đặc biệt đối với các bác gọi là phụ nữ này, hay là cánh hay phải leo trèo tỉa cành nhá. Leo trèo tỉa cành thì đối với những cái chụp giật trợ lực lớn này thì chụp giật rất là nhạy nổ luôn, rất là nhạy nổ. Máy con này thì tua nhá, sẽ sở hữu cái vòng tua khá là mạnh. Cho nên là các bác cắt tải rất là nhanh, Rồi, con S2 ngày hôm nay giá là 2 triệu nhá, bao phí ship cho anh em. Test nổ S2 cho bác cảm nhận tiếng máy này, Con này chỉnh nhớt trực tiếp trên thân này, rất là thuận tiện luôn, những cái máy đời cao, rất là thông minh nhá. Rất giật, cực kỳ nhạy nổ luôn đây. Rất là nhẹ nhàng luôn, rất là phê nhá. Lớn, cắt thì rất là nhanh, rất là bén các bác nhá. Rồi S2 giá 2 triệu bao phí ship cho anh em, quá VIP luôn con này nhá. Rồi tiếp theo S3 này, S3 một con tay dài, con này cực kỳ là VIP nhá. Con này mã của nó là Tanaka ECS 3359.
Con này là phiên bản, dòng này là phiên bản xuất sang thị trường châu Âu các bác nhá. Đấy, xuất sang thị trường châu Âu chuyên dụng luôn. Đó, made in Japan, xuất sang thị trường của Pháp các bác này. Con này thì mã của nó là 3359 nhá, 33cc, nòng 37 ly các bác nhá. Cắt cực kỳ là ngon, máy cực kỳ là đẹp nhá, chụp giật trợ lực cái bơm xăng phụ này. Thì đương nhiên rồi, những dòng tay dài thì thường là đối xứng của cái bơm xăng phụ này sẽ là cái mặt là đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Đấy, nó đều có ký hiệu đây các bác nhá. Dễ đỡ nhầm lẫn này các bác này. Đó, phía sau các bác đủ nhớt đôi lam. Con này thì ốc áng 7 màu, màu đen thì quá chắc chắn, quá khỏe khoắn luôn. Đi theo máy là cái lam mặt cắt là 35-40 xích trùng 91 nhá. Lam còn chưa trời sơn này. Đấy, trời ít thôi. Rất cắt rất ít luôn. Con này thì máy quá mới luôn cho các bác nhá. À, các bác nào mua một con máy về cắt gia đình, cắt củi, cắt leo trèo tỉa canh à, mà xài những cái con máy như thế này phải nói là rất là bền luôn. Máy móc bên trong thì bao các bác đẹp đến 95-97%, hàng nguyên sọc vườn ngang rất là mới. Dây giật của nó này còn trắng tươi nhá, như chưa xài luôn các bác này. Đó, con này trọng lượng máy là 4,5 kg. Máy thích hợp cho các bác cắt gia đình, cắt củi. Rồi, S3 2 triệu bao phí ship nhá. Những con này thì các bác có tuổi rồi, để mua con này cắt thì phải nói là cực kỳ là sướng luôn. Test nổ cho các bác này, dây giật này trắng tươi luôn. Công tắc đẩy lên nhá, công tắc thì đẩy lên các bác nhá. Cắt thì phải nói là những cái dòng sở hữu cái vòng tua như thế này thì giúp các bác cắt tải nó rất là nhanh. Đó, 3359 nhá. Đấy, thường thường các bác chỉ cần là 330A, 330B thôi. Con này là 3359 luôn, đời 4 số nhá, phiên bản đời siêu cao, cắt siêu phê luôn, rất là bền. Rồi, S3 giá 2 triệu bao phí ship nhá. Tiếp theo này, tiếp theo đến con S4 ngày hôm nay. S4 ngày hôm nay thì có một hệ anh em miền Tây. Con này là Echo 362 này. Con này sẽ được trang bị số là 36C, nòng 40 ly nhá. Hệ khai thác tầm trung, hệ cho các bác đi cắt mướn, cắt thuê, cắt kiếm tiền. Thì con máy này còn cực kỳ là mới các bác nhìn trong cái thân của hơi này. Đó. Lam xích này. Đấy, lam còn nguyên cả cái lớp màng ni lông luôn, rất là ít cát luôn. Cái lam xích này thì phải có cái cát thì cực kỳ là bền luôn. Con máy này cực kỳ là mới nhá. Rất tiếc là nó về nó bị gãy bất kể cái bưởng này. Thì các bác về các bác thích thì các bác chế cháo vào đây, các bác gắn cái miếng meca, các bác vít 2-3 lốc đây để nguyên ra đây. Đấy, để nó như ban đầu thôi, thì em thì cứ để như thế này thôi. Đấy, hàng về sao bán vậy, vì là hàng nhật bãi mà không tránh khỏi trong quá trình vận chuyển nhá. Rất là tiếc, con này máy cực kỳ là mới này, nó chỉ bị lỗi mấy phần đấy thôi, còn máy móc thì phải nói hoàn hảo cho các bác luôn. Máy này sẽ được trang bị số là 36C, nòng 40 ly, hệ này hệ của anh em miền Tây. Trọng lượng máy con này rơi tầm 6 kg. Con này thì các bác cắt nhá, cắt kiếm tiền các kiểu. Các bác là cắt cái cường độ công việc cao, ngày 12 đến 15 tiếng cắt nhiều. Đó, mà muốn con máy mà cắt siêu lì đòn luôn. Những cái dòng này máy càng nóng càng bốc luôn nhá, thì các bác tham khảo dòng này cắt cực kỳ khỏe luôn. Thì những con này các bác phía trước các bác đổ xăng pha nhớt này, phía sau các bác đổ phía bên này, này đây là ký hiệu của nhớt đuôi lam. Đấy, mặt tiền này lốc nhôm nhá, mặt tiền vàng tươi luôn, quá đẹp luôn các bác nhá. Con này phải nói là xài siêu vip luôn. Cắt khai thác tầm trung, kéo quế mỡ xoan xiếc này, vành gỗ tầm đường kính là 45-50, phải nói là cực kỳ ngon. Xích con này xài xích lỡ này, xích chân 325. Con này thì lam của nó, mặt cắt của nó là 40, lam 45 nhá, xích là xài xích lỡ. Rồi, test nổ con S4 ngày hôm nay. Con này phải nói là rất là hời nhá. Đấy, vì nó chỉ gãy này thôi, em sẽ bán giá rẻ, giá mềm đi cho các bác này. Đó, giá như kiểu giá thanh lý luôn rồi. Đấy, rất là tiếc rồi, nó về nó vỡ này. Con này giá 2,3 triệu, S4 bao phí ship cho các bác nhá. Test nổ này, test nổ con này, con này chạy phải nói là bao ngon, dòng này cực kỳ là bền. Nghe tiếng tăng kỳ này, các bác đang tăng đếm từng phát một cho mang thôi nhá. Tuyệt vời mặt trời luôn. Con này 2,3 triệu, S4 bao phí ship. Rồi tiếp theo S5. S5 ngày hôm nay là một con máy cũng là đến từ thương hiệu Echo.
Đấy là thương hiệu Echo, thì con này là Echo 361 lốc đứng các bác nhé. Con này thì các bác cắt khai thác tầm trung keo quế mỡ này, hay là xoan xiếc các kiểu nhá, hay là các bác cắt cần đước này, banh gỗ tầm đường kính 45-50 mà các bác muốn xài con máy trọng lượng nó vừa phải. Thứ hai là những cái bác nào thích xài hệ máy của Echo thì các bác tham khảo nhé. Riêng hệ máy Echo là một cái thương hiệu mà phải nói là cực kỳ là nổi tiếng rồi. Các bác là đã xài quan tâm đến những cái dòng máy nông ngư cơ, cưa cắt cỏ hay là những cái dòng máy bơm nước các kiểu thì đều biết dòng Echo này nó rất là bền luôn, phụ tùng thì cực kỳ là nhiều, giúp các bác xài phải nói rất là đảm bảo nhé. Dòng này phải nói là xài rất là sướng luôn. Đi theo máy là cái lam đa tinh tản nhiệt này, mặt cắt của nó là 35-40 xích trung 91 này. Đây này, lam xích này, đa tinh còn dày keng, xích còn mới này, chưa rũa lần nào nhá. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn các bác nhá. Trọng lượng máy, trọng lượng máy con này là đi tầm 5,5 kg. Máy tích hợp bơm xăng phụ chụp giật trợ lực nhá. Đấy, con này cắt hạ cây đứng phải nói cực kỳ là ngon luôn. Dòng này phải nói độ bền rất là cao. Dòng này độ bền khỏi bàn rồi. Rồi, S5 ngày hôm nay là giá 2 triệu rưỡi này, là bao phí ship cho anh em chỉ 2 triệu rưỡi thôi. Các bác mua con này về xài nhá, phải nói là cắt bao các bác tiết kiệm nhiên liệu luôn. Với cái trọng lượng của nó nhẹ nhàng, các bác di chuyển rất là dễ nhá. Test nổ này. Ok nhá, S5 2 triệu rưỡi bao ship. Rồi tiếp theo S6. S6 ngày hôm nay là em có con máy đến từ thương hiệu của Hitachi. Con này là dành cho các bác thích chơi hệ sưu tầm này. Con này dành cho các bác thích chơi hệ sưu tầm, máy cực kỳ là mới nhá. Con này thì là một con Hitachi cho các bác cắt trong gia đình, cắt hạ cây đứng, cắt khai thác trong gia đình. Một cái dòng máy phải nói là cực kỳ là đẹp luôn, xài cực kỳ là ngon. Nó là giống cái dòng Echo Echo Grand ấy, trắng ấy các bác ạ, GC các bác nhá. Con này thì mã của nó này là Hitachi CS35ED. Con này sẽ được cho biểu số là 35cc, nòng 39 ly nhá. Làm xích theo máy như chưa xài luôn, xích này chưa rũa luôn nhá. Nói chung con này thì máy quá đẹp luôn, xuất sắc đẹp, 95-97% hàng, thiếu mỗi cái thùng bỏ vào thôi. Thì nó sẽ được trang bị là vừa trợ lực nhá và vừa xả áp luôn này, xả áp luôn giúp các bác vận hành máy. Phải nói là giúp cái máy này sẽ bền hơn. Con này chạy cực kỳ loại xăng, trọng lượng máy 5 kg. Lam theo máy là cái lam mặt cắt 35-40 xích trung 91 thì nó sẽ full option cho các bác luôn. Chụp giật là trợ lực lớn này, chụp giật trợ lực lớn luôn nhá. Cò xả áp có luôn, rất là đẳng cấp nhá. Bơm xăng phụ này, đó, thắng xích thắng xiếc thì đương nhiên rồi, sẽ còn đủ cả nhá. Máy thì hàng thiếu mỗi cái thùng thôi. Đó, con này cắt vành gỗ tầm đường kính 40-45 hạ cây đứng khá là ngon nhá. Cắt siêu loại xăng luôn. Với cái chụp giật trợ lực lớn này thì giúp các bác vận hành máy nó rất là nhạy nổ luôn. Nó sẽ tăng cái moment xoắn của cái moment quay của cái bưởng điện, giúp cái điện khi các bác khởi động giật lên á nó sẽ đánh mạnh hơn, thì giúp cái khả năng nhạy nổ của máy sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, những cái dòng này thì sẽ vận hành trong mọi điều kiện khí hậu thời tiết rất là dễ dàng nhá. Chạy thì cực kỳ lợi xăng rồi, thuộc cái dòng Grand mà. Ok nhá, siêu VIP luôn này. Các bác nào thích chơi hệ sưu tầm, đặc biệt các bác có tuổi rồi, mua con này về để trưng, hoặc các bác nào khó tính mua những con mới như này về xài cho nó đảm bảo an toàn. Đấy, tuyệt đối. Đắt thì phải nói là quá tuyệt vời luôn. Con này thì giá 2 triệu 7 nhá, bao phí ship, máy nét khỏi chê luôn. Máy nét khỏi chê, đấy, hàng sưu tầm luôn. Rồi, con S7 ngày hôm nay giá 2 triệu 7 bao phí ship nhá. Đây, đây là này. Nói chung là máy những cái dòng mà có trợ lực này rất là nhạy nổ luôn nhá. Nó cảm giác như kiểu là vận hành máy quá dễ dàng luôn. Học sinh cấp 2, lớp 3 giật nổ được luôn. VIP luôn này. Rồi, S6 2 triệu 7 bao phí ship cho anh em này. Đó. Rồi tiếp theo nhá. Tiếp theo còn S7 ngày hôm nay. S7 ngày hôm nay là con cũng là con máy đến từ thương hiệu Echo, thì các bác là không thích những con Echo này các bác có thể tham khảo nhá. Con này là Echo QZ 3502 đời 4 số. Chụp giật trợ lực lớn, 4 số thì phải là chụp giật trợ lực lớn rồi. Giật rất là nhẹ nhàng, rất là nhạy nổ nhá. Quá VIP luôn. Con này thì sẽ được trang bị số là 36C nòng 40 ly, 36C nòng 40 ly. Lam Latin này,
xích là sáng trên 25. Đó là cây này rất là dài nhá, làm xích đẹp luôn. Con này thì cắt khai thác tầm trung, cắt hạ cây đứng vành gỗ tầm đường kính 45-50 thì các bác tham khảo con này. Nói chung là tất cả những ưu điểm của dòng Echo thì em đều nói về hai con kia rồi. Cắt thì cực kỳ là sướng, những cái đời 4 số này phải nói là giúp máy sẽ vận hành một cách êm ái hơn, lợi xăng hơn và bền bỉ hơn các bác nhé. Máy quá đẹp luôn. Những cái con này các bác có tuổi rồi dùng cực kỳ là phê luôn. Các bác đi cắt phân đoạn, cắt tầm trung, cắt những con Echo này thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời nhá. Đấy, làm là tình làm Echo theo máy nhá. Đấy, nó chóc cái sơn rồi. Làm là tình rất là dày đây các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác nhìn làm thép nhá. Rất là dày luôn. Đấy, ok nhá. Thì con này là đời 4 số nhá. Các bác nào muốn chạy đời 4 số, chạy đời cao nhất bây giờ thì tham khảo con này. Rồi, S7 2.8 bao phí ship. Chạy bao sướng luôn. Rất là lực luôn này. Quá khỏe luôn các bác, quá khỏe luôn. Phải nói là cực kỳ là khỏe luôn, cắt rất là bén. S7 2.8 bao phí ship nhé. Rồi tiếp theo S8. S8 ngày hôm nay thì có hai con máy đến từ thương hiệu của Sideowa, thương hiệu cưa số 1 của Nhật Bản. Đấy, nói về thương hiệu Sideowa thì nó rất là chất rồi. Máy thì lúc nào kể cả máy cắt cỏ của nó thì đem lại một cái độ bền phải nói là tuyệt đối luôn. Vòng tua cực kỳ là cao, nó là phiên bản cực kỳ là chất nhá. Thì tất cả những động cơ của nó rất là cầu kỳ. Những cái dòng Sideowa này sẽ tua rất là lớn, phụ tùng thì nhiều và cắt rất lợi xăng, độ bền thì khỏi bàn rồi. Các bác là đã xài qua máy cắt cỏ Sideowa đều biết, xài quá là chất lượng luôn, quá chất lượng luôn. Thì con S8 ngày hôm nay là có con Sideowa 380 này. Con này sẽ được trang bị sơ là 40cc nòng 40 ly. Các bác hạ cây đứng tầm trung, vanh gỗ tầm đường kính là đi 45-50 nhá, là thoải mái luôn. Đấy, lam la tinh này, bầu nhá, xích là xài xích chân 25, lam mặt cắt của nó là 35-40, xích là xài xích chân 25. Còn Sideowa thì anh em chạy khỏi phải nghĩ rồi. Con này trọng lượng rơi tầm 5,5kg. Tua cực kỳ lớn, cắt cực kỳ là nhanh, rất là bền và lợi xăng rồi. Đó, một con Sideowa VIP nhá. Những cái dòng này các bác đi cắt phân đoạn, cắt kiếm tiền này, phải nói là hạ cây đứng các kiểu này, cầm lên trên đôi, lên di chuyển đến địa hình phức tạp thì nó rất là nhẹ nhàng, nhưng nó cắt rất là nhanh, tua cực kỳ là mạnh luôn, cắt rất là bền nhá. Sideowa khỏi lo về chất lượng của em rồi, rất chất lượng luôn. Sideowa 380 40cc nòng 40 ly, một con super VIP. Con S8 ngày hôm nay giá 2.7 triệu này là bao phí ship cho anh em nhá. Rồi, test nổ con S8 ngày hôm nay cho bác luôn này. S8 2.7 bao phí ship nhá. Quá phê luôn, quá VIP luôn. 380, 40cc nòng 40 ly. Rồi tiếp theo con số 9, con cuối cùng của lô ngày hôm nay thì sẽ là một con Sideowa phiên bản đời siêu cao. Con này là đầu 3 nhá. Tưởng các bác gặp 1020, con này là 3043. Siêu VIP luôn, 3043, đời siêu chất luôn. Cắt cực kỳ là phê, trang bị full tính năng, full option cho anh em nhá. Con này thì sẽ được trang bị công suất là 43cc. 43cc cắt khai thác hạ cây đứng là chuyên nghiệp nhé. Hạ cây tầm 5-60 thoải mái này. Lam của nó lam Latin theo máy này. Xích là xài xích chân 325, xích lỡ này. Lam Latin của nó mặt cắt là 45, lam 50. Đấy, lam xích còn rất là đẹp, lam Sideowa theo máy nhé. Quá VIP luôn. Con này này, lốc nhôm mặt tiền này, đấy, bô này còn nguyên sơn nhé. Quá xuất sắc luôn, quá xuất sắc luôn. Chụp giật của nó sẽ là chụp giật trợ lực lớn này, đời 4 số. Máy thì trang bị một thêm tính năng rất là hay là tính năng sưởi ấm. Thì thường các bác ở bên châu Âu thì mới dùng những tính năng này thôi. Các bác bật công tắc này, các bác vận hành nhé, thì cầm ở đây nó sẽ rất là ấm tay, sẽ không bị cóng tay khi cắt trong thời gian dài nhé. Thì con này thì tắt xuống đây là bỏ cái tính năng sưởi ấm nhá. Đó, công tắc ở đây. Rồi,
thì máy sẽ được trang bị công suất là 43cc, nòng 40 ly, cắt hạ cây đứng, cắt các kiểu cực kỳ là ngon. Trang bị chuông đồng tiền các bác nhé, làm đa tinh chuông đồng tiền, xích là xài xích lỡ, xích chân 325. Trọng lượng máy của nó sẽ rơi tầm 6kg. Máy đương nhiên rồi sẽ phun chức năng cho anh em, thắng xích thắng chiếc, chụp giật trợ lực lớn sẽ đủ cả nhé. Phía sau các bác đổ xăng pha nhớt, phía trước các bác đổ nhớt nuôi lam các bác nhé. Đó, con này thì phải nói là cắt hạ cây đứng, khi các bác muốn mua con máy cắt chuyên nghiệp nhé, thì các bác chọn này đi cắt với trọng lượng con này cắt tầm trung. Các bác có máy lớn rồi, xẻ dễ các kiểu rồi, các bác cắt con này cắt tầm trung phải nói tuyệt vời luôn, cực kỳ bền luôn, phụ tùng thì nhiều mà chuông đồng tiền nữa, này thì rất là chất lượng luôn nha các bác nhá. Rồi, S9 ngày hôm nay con cuối cùng, con siêu phẩm CDOA 3043 phiên bản Pro này, giá là 3,3 triệu nhé, bao phí ship cho anh em. Test nổ cuối cùng ngày hôm nay cho các bác nhá. Công tắc đẩy lên nhé, công tắc đẩy lên nhé. Đó, công tắc nằm ở đây các bác nhé, bơm sang phụ đây này. Lực các bác nhé. Bô là bô cách âm, bô những cái dòng đời cao thì sẽ thường trang bị bô cách âm cho các bác. Khi các bác cắt thì nó sẽ giảm tối ưu hóa tiếng ồn cho các bác luôn nhá. Thì các bác thường thấy người ta cắt cái cây gỗ lớn, người ta dùng những cái tai nghe để giảm âm. Những con này thì các bác không cần dùng tai nghe, cắt cực kỳ là êm rồi. Rồi ok, con cuối cùng S9 ngày hôm nay giá là 3,3 triệu nhá, 3,3 triệu, bao phí ship cho các bác nhá. Rồi ok, thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Các bạn quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Xin chào tất cả mọi người.